Chào mừng quý vị đến chương trình tin tức địa ốc hàng tháng của Quang Lâm TV. Tháng 9 là mùa tụ trường chính thức, là lúc những chiếc lá vàng sắp ngã vàng và thời điểm mọi người khép lại những nhộn nhịp của mùa hè để dành tâm trí cho những dự án muốn hoàn thành trong năm. Tình hình địa ốc của Canada trong tháng 8 không có nhiều thay đổi. Tuy thành phố Vancouver vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của luật thuế bất động sản mới ban hành vào ngày 2 tháng 8 năm nay dành cho người mua nhà ngoại quốc, khiến tình hình trao đổi địa ốc trong tháng nhanh chóng giảm 26%. Theo thống kê của giao dịch địa ốc mới từ khách hàng ngoại quốc đã giảm 15% trong tỉnh bang British Columbia, trong khi tỷ lệ này lại tăng 20% trong tỉnh bang Ontario. Tổng số nguồn yêu cầu thông tin từ các loại khách ngoại quốc giảm xuống 31.5% tại BC, nhưng vẫn duy trì mức bình thường tại Ontario. Đây là dấu hiệu các khách ngoại quốc đang chuyển hướng tìm mua nhà trong tỉnh bang Ontario thay vì tại BC như những năm trước đây. Thống kê này sẽ phần nào ảnh hưởng đến quyết định của giới chức thẩm quyền trong tỉnh bang Ontario về việc có nên ban hành luật thuế bất động sản như BC hay không. Tuy vậy, giá bán trung bình cho một bất động sản tại Vancouver vẫn tăng trong tháng 8 với giá trung bình là 933.100 đồng. Tổng sản phẩm quốc nội trong quý 2 giảm 1.6%, trong khi mức tăng trưởng của việc làm đã giảm xuống 1.2%. Song song với tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm 6.4%, tỷ lệ lạm phát giảm còn 1.3%, mức lãi suất cơ bản là 2.7%, tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39% và cho 5 năm trung bình là 4.74%. Sơ lược tình hình địa ốc trong tháng 8 không thay đổi nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại các vùng trong các tỉnh bang khác, thị trường địa ốc Ontario nói chung và GTA nói riêng sẽ có những chấn động không nhỏ trong những tháng sắp tới. Mà phần lớn của sự thay đổi nếu có sẽ đến từ việc ban hành những luật lệ mới. Chúng ta hãy tiếp tục chờ theo và theo dõi những tiến triển từ đây cho đến cuối năm 2016. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức địa ốc của tháng 9 năm 2016 trên Quang Lâm TV. Khi quý vị có nhu cầu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến bất động sản trong vùng GTA, hãy theo dõi những video clip Quang Lâm đã thực hiện trên trang nhà quanglamtv.com. Khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc mua bán nhà, cơ sở thương mại, quý vị có thể gọi cho Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 để được tư vấn những thông tin mới nhất về các khu nhà, văn phòng đang bán hoặc đang cho thuê. Các thành đô đầy đủ tiện nghi, mới, đã, đang và được xây tại trung tâm thành phố. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Quang Lâm TV kỳ tới. Chúc quý vị những ngày đầu mùa thu an bình với nhiều dự án suôn sẻ từ đây cho đến cuối năm.